Ngày 6 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp làm rõ vụ việc nữ du khách tố bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước tại bãi biển Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đánh thủng màng nhĩ. Theo bài viết được đăng tải, trước đó chiều ngày 2 tháng 5, nữ du khách tên NDL, trú tại thành phố Hà Nội, cùng hai người bạn mua vé vào cổng của công ty cổ phần Casamia, Ninh Thuận, tại bãi Kinh để thuê thuyền. Khi nhóm du khách này đang chèo thuyền trên biển thì gặp gió lớn dẫn đến lật thuyền. Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở, cách xa bờ, chị L đã chạy lên bờ tìm cứu hộ. Cùng lúc này, một tốp khoảng 5 đến 6 thanh niên tiếp cận, đề nghị chị L thuê lái mô tô nước với giá 200.000 đồng để ra cứu người. Trước tình thế cấp bách, chị L đã đồng ý. Tuy nhiên nhóm người lái mô tô nước sau đó chạy ra biển để vớt thuyền về, bỏ mặc nạn nhân tự bơi vào bờ. Nhóm chị L sau đó đã xảy ra tranh cãi với một người trong đội mô tô nước. Khi bị ghi hình bằng điện thoại, chị L đã bị nhóm này đánh bị thương. Chị L cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhóm của chị đã liên hệ với ngành chức năng địa phương để phản ánh vụ việc, nhưng không được tiếp nhận giải quyết. Sau khi trở về Hà Nội, nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có cục máu đông ở tai. Bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhĩ tai trái. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Phó Giám đốc trực tiếp xuống khu vực bãi biển xảy ra sự việc để ghi nhận tình hình, xử lý. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh vụ việc. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 11 năm 2024 quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 6, xe được miễn kiểm định lần đầu khi đến làm thủ tục nhập hồ sơ, phương tiện sẽ phải trả phí, không miễn phí như hiện nay. Theo đó, thuộc diện được miễn đăng kiểm lần đầu khi ô tô đến các trung tâm đăng kiểm nộp giấy tờ để làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện phải trả mức phí là 46.000 đồng một phương tiện. Đối với dịch vụ in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định, các trung tâm được thu 23.000 đồng mỗi xe một lần. Mức thu này bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện. Giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, xe ô tô cá nhân mới mua được miễn kiểm định lần đầu với thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, chủ phương tiện phải mang hồ sơ đến làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm, không phải mang xe đến kiểm định trong dây chuyền như trước đây. Theo Cục Đăng kiểm, năm 2023 có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu. Thời gian qua, do chưa có quy định về việc thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, chi phí phục vụ cấp tem kiểm định, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu nên gây thiệt thòi cho các đơn vị đăng kiểm. Thưa quý vị, sau hơn 24 tiếng khắc phục sự cố sạt lở bờ bao chứa bùn thải tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, đến tối qua mùng 4 tháng 5, toàn bộ lượng bùn thải phát sinh ra tuyến đường nội bộ đã được dọn dẹp sạch xong. Sự cố được kiểm soát kịp thời, đảm bảo không rò rỉ bùn ra ngoài khu xử lý. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt ra câu hỏi vì sao mới vào đầu mùa mưa nhưng bãi rác Nam Sơn đã xảy ra sự cố sạt lở chưa từng có. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, do mưa lớn kéo dài liên tục, tổng lượng mưa đo được khoảng 100mm, dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô liu chứa bùn tại ô 1, giai đoạn 1, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn vào lúc 17h30 phút ngày 3 tháng 5. Một phần lượng bùn lưu chứa tại ô 1 chảy xuống khu vực cầu Cân và đường nội bộ tiếp giáp suối Lai Sơn trong phạm vi của khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Việc tập trung xử lý ngay từ giờ đầu giúp tình trạng rỉ rác và bùn được hạn chế tối đa, tránh thoát ra môi trường. Nếu nói về trách nhiệm thì nhất là trung tâm quản lý, trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường, sở ủy quyền thì cũng có vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nước. Còn về cái trách nhiệm mà trực tiếp thực hiện cái công tác ứng phó và phòng ngừa cái sự cố xảy ra thì là trực tiếp nhất là cái đơn vị quản lý ngành bãi cũng như là cái đơn vị, và ở đây thì là cũng nói là cũng phải có cái sự phối hợp và trách nhiệm của công ty môi trường Chí Lâm trong công tác là tiếp nhận và đổ cái, phải phối hợp với đơn vị quản lý bãi làm sao là trong công tác đổ cái bùn đó cũng phải đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến vận hành bãi. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cho biết, qua khảo sát hiện trạng, bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác thuộc ô 1, qua thời gian, rác sụt lún dẫn đến giảm liên kết bờ bao,
mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở bờ bao ô liu chứa bùn thải kích thước khoảng 1 mét, hướng trục đường nội bộ của khu xử lý. Theo Ủy ban dân huyện Sóc Sơn, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đang tiếp nhận xử lý rác khối lượng rác trung bình 6.600 tấn một ngày đêm của toàn thành phố Hà Nội. Cơ sở hạ tầng của khu xử lý đã xuống cấp nghiêm trọng. Các ô chôn lấp không còn khả năng tiếp nhận rác, lượng nước rỉ rác tồn tại các hố lớn. Hàng ngày, lượng rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp vẫn đang được thực hiện, gây nguy cơ cao mất an toàn, an ninh chính trị tại khu vực. Đây là cái sự cố mà cũng là hy hữu, cũng là do thời gian vừa rồi cái lượng mưa quá lớn. Và thứ hai là cái khu vực mà khảo sát hiện trạng, theo những kết quả khảo sát hiện trạng thì cái bờ bao mà hố bùn thải được đắp trên cái nền thuộc cái ô H1 ấy, cái thời gian cái ô này nó tồn tại quá là lâu rồi. Do vậy là cái rác nó sụt lún dẫn đến giảm liên kết bờ bao và áp lực nén ngang. Do đó khi có thời tiết mưa lớn kéo dài thì nó làm cho cái sạt lở bờ bao và dẫn đến cái sự cố như thế. Được biết, hàng năm, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đều phải xây dựng các phương án về công tác phòng chống thiên tai và phương án phòng ngừa ứng phó sự cố về môi trường nếu có để đảm bảo bãi vận hành an toàn, thông suốt. Công tác tiếp nhận xử lý rác của thành phố không bị gián đoạn. Sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban dân huyện Sóc Sơn kiến nghị thành phố yêu cầu liên danh Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sơn Tây và Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cùng các đơn vị vận hành trong khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn ra soát, diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời cải tạo, xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn tại các ô chứa rác và chứa nước rỉ rác. Nghiên cứu xử lý thêm nhà máy xử lý rác, đốt rác tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đáp ứng nhu cầu xử lý rác hàng ngày của thành phố và lượng rác đã chôn lấp tại đây trong nhiều năm qua. Chỉ đạo xử lý dứt điểm lượng nước rỉ rác còn tồn đọng tại các ô chứa nước rác. Khu vực thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật. Đây được xem là cơn mưa lớn chưa từng thấy từ đầu năm đến nay. Mưa lớn kéo theo nền nhiệt giảm nhanh, thời tiết các khu vực dịu mát ngày cuối tuần. Trận mưa diễn ra khoảng từ 12 giờ trưa nay, khu vực mưa chủ yếu tại khu vực thành phố Thủ Đức. Trong khi đó, các quận khác như quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, không khí vẫn oi bức. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, mây dông phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Nai di chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh. Mây dông di chuyển về phía Thủ Đức, quận 7, huyện Nhà Bè, Củ Chi, sau khi mở rộng sang khu vực Bình Chánh, các quận trung tâm, gây mưa rào, có nơi kèm theo dông sét. Trong tuần và giữa cuối tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác tại khu vực Nam Bộ sẽ có những cơn mưa chuyển mùa. Thời tiết khu vực thành phố phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng dông sét mưa đá có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông. Ngoài ra, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 33 độ có khả năng xuất hiện ở trung tâm thành phố trong một vài ngày.